Hi, hello, xin chào các bạn. Hôm nay kênh dạy lái xe dạy chia học viên ra thành 3 top. Bây giờ chia ra top thứ nhất đi một vòng. Rồi qua đây nè cưng. Em tên gì? Em Tấn. Cái trên đây nó có ba cái chân thấy không? Dạ. Cái chân cuối cùng ở trong vách cái chân phải nè là chân ga. Kế bên đó là chân thắng. Bên đây là mà da. Cái ga nè. Không, cái ga nó nhạy lắm. Cái giò phải của mình nó để là cái gót phải đụng ở dưới đất. Đụng dưới sàn nè. Đặng mình sàn qua sàn lại nè. Bên thắng bên ga nè thấy không? Còn cái chân trái á, mỗi lần vô số với trả số là phải ém sát vậy nè. Phải ém sát vậy nè. Là cái hạch số ở đây nè. Mới vô số được. Đó. Rồi bây giờ anh lên em chỉ à. Để cái giò phải vô chân thắng chân ga. Ừ, sàn qua sàn lại. Đẩy qua đẩy lại được hai bên. Ừ, nó thấy không, cái ga thắng nó ăn lắm. Nó nhạy lắm. Còn du lịch á, nó nhạy hơn nữa. Bây giờ mình cứ đạp thử đây cho anh quen giò cái này anh chỉ à. Ừ, cứ điểm ra đã thắng rồi thử sàn qua sàn lại hai cái chân. Đó. Rồi. Chân này mình để chính giữa không anh? Đúng rồi, để chính giữa để mình để qua để lại cho nó dễ đó. Nó đừng có cản trở. Còn cái qua lăng nè. Cầm gì? Khi mà quay đầu xe đánh lái thì cái qua lăng nó sẽ hai vòng vậy nè. Giống như bình thường vậy nè, dòm thẳng thấy cái đồng hồ. Yeah. Cái logo thấy vậy là cái qua lăng nó đang ngay. Yeah. Khi mà đánh lái mình muốn quẹo trái hay vậy đi thì mình đánh về hai vòng là nó hết cái qua lăng của nó nè, thấy không? Đó. Yeah. Thì bây giờ nó đang cái bánh nè. Thấy không? Cái bánh nó đang hướng về bánh, nó đang quẹo trái đó. Yeah. Thì giờ khi mình muốn sửa lại mình biết cho nó ngay không thì mình sẽ trả vậy nè. Đó. Gì là nó ngay. Nhưng mà thí dụ như mình nhóng tới mà chiếc xe nó đang xéo qua anh đó hoặc xéo qua anh đây thì mình biết nó không ngay thì mình sửa được. Còn mình đánh lái thì mình để vậy đừng cho nó chẹo tay. Nè, buông cái tay này ra, ôm qua đây. Buông tay này ra, ôm qua đây. Đó. Cho nó đừng chẹo tay lái của mình á. Còn cái chân trái nó đạp sát xuống rồi. Đó, cái đó là cái con đó. Sát xuống mới được nha. Chưa sát xuống là vô số nó không ấy. Giống như cái cần số này nè, ở trong nó có cái khớp vậy nè. Khi mà mình đạp cái đó đó, sát vô thì cái này nó mới hở ra. Nó hở ra mình mới nhét số vô được. Còn đạp chưa sát là nhét nó không vô, phải đạp sát vô. Rồi giờ đạp đây. Rồi đạp giữ đó nha. Giờ thí dụ như số nè, số 1, số 2. Số 1, số 2 nó có hướng dẫn mình nè, là phải đẩy sát qua đây, thấy không? Đó. Còn số 3, số 4 á là khi giữ sát nè. Dạ. Giờ đẩy qua số 1 nè. Đó. Dạ. Thí dụ mình đang chạy số 1 mình muốn xuống số 2 thì cứ việc kéo thẳng xuống. Nhưng mà mình phải giữ đẩy qua sát cái hướng mình đùi mình nè, thấy không? Dạ. Rồi bây giờ thí dụ số 2 thì giờ mình muốn trả lên số 3 thì mình trả nhẹ vô ông no nè. Đó. Đầu thả lỏng cái tay ra cái, đầu buông đẩy lên số 3. Đó, thấy không?
Để kéo xuống tại xuống. vì cái yêu cần mình đang chạy số mấy mình kéo nhẹ về như nè đó là bông no, hoặc là đang số 1 mình muốn trả nhẹ về nè là nó cái khớp ngang nè là bông no đó đó, mình lắc như vậy là mình thấy không có số đó. Vậy không, hoặc là đang chạy số 5 mình muốn trả về bông no trả xong cái mình muốn về thẳng lại số 2 về, mình muốn chạy số mấy cũng được, về thẳng bông no rồi về số mấy tự mình chọn theo cái tốc độ chớm. Rồi số 1 á, khi đề 3 là cái giò trái á, buông dở mà da chậm thiệt là chậm lên, giống như xe Honda mình buông mà da tay từ từ vậy, buông nhanh thì phóng liền, tắt máy liền. Cứ việc buông thiệt là chậm, rồi bắt đầu đủ tốc độ, buông hết chân ngang mà da ra, nó đi xong bắt đầu mình mới ém mà da, ém con, kéo thẳng xuống số 2, tăng số từ từ. À. Kéo về nhẹ như là bông non. Ừ, là không còn số đó. Đẩy luôn. Ừ. Còn còn cái số chữ G này là ký hiệu của số xe. Dạ. Chiếc xe nào cũng vậy chứ. Số xe du lịch, xe nào cũng vậy chứ. Ký hiệu chữ G là chữ xe. Càng rồi chính giữa. Bóp ở đây rồi kiểm an thôi. Còn khi mà lên xe mà vô số rồi rồi hết. Mình thắng ta cái bẻ nhanh trái xuất phát nè. Đó, là mình cũng như đang cầm qua lăng vậy đi, mình lấy ngón giữa nè. Thấy không? Lấy ngón giữa gạt xuống vậy nè. Đó, là nó ra nhanh trái. Rồi đầu mình trả là mình tắt nhẹ, đụng nhẹ cho nó trả về chính giữa là tắt. Còn nhanh phải thì mình lấy ngón giữa nè, đẩy qua bên phải thì nó nhanh phải. Đó. Còn mình bóp lên gì nè là nó cháy đèn nha. Thấy không? Đó, bắt xin. Ừ. Nhá đèn xin đường á, dạ. Còn mình nhá mạnh vậy nè, nó bóp mạnh lên luôn là nó dính đèn pha luôn, mở vậy đó. Còn cái thắng tay này nè, cái thắng tay khi mà chạy chuẩn bị xuất phát á, là bóp cái nút này, dở lên, đó rồi hạ sát xuống, đó đúng rồi. Còn mà khi mà mình đậu dừng xe về số hết. Là kéo, mình kéo thẳng lên đó, kéo cứng lên đặng đừng cho trôi xe. Bóp dở nhẹ lên cái mới đẩy xuống. Ừ, dở nhẹ lên đẩy xuống. Rồi đẩy xéo lên là mình khỏi cần bóp. Khỏi bóp. Ừ đó. Còn ghế thì nó ở đây nó có cái cây mình chỉnh ghế nè. Bóp cái cây này vô sát vô ghế, chứ mình đẩy ghế xích tới hoặc là đẩy lùi về sau vậy đó. Còn phía bên yên thì cái tay này là nó hạ cái điểm dựa lưng của mình ra trước hoặc là bật ra sau. Kéo làm sao? Kéo tới. Ừ, kéo tới để lôi cũng như cho mình vừa cái chân của mình đạp sát Amaya với đạp ga, đạp thắng rồi cho thoải mái vậy đó. Rồi cái việc dòm nó ấy nè. Dạ. Cho nó quen đi. Cái này chút là 2 vòng rưỡi phải không anh? Nó 2 vòng à. Đó, thí dụ như cái gì nè. Nó còn hơi xéo thì mình ấy nhẹ một cái. Dạ. Là nó ngay cái bánh xe ở dưới. Cái việc ngồi dòm cho nó quen chút xíu nên tập lái đi một vòng đường xuyên á rồi cho nó quen cái cách chạy luôn. Dạ. Lên với học viên mới bạn. Lên ngồi hướng dẫn sơ sơ lên chút tập lái. Học viên mới vô nộp hồ sơ
ngày đầu tiên thì chuẩn bị tập cho em nó thực hành liền luôn nha các bạn. Là học viên mới vô ngày đầu B2. Để xe Vios lại rồi cùng nhau đi học B2 và C chia ra học luôn. Anh chị em có cần tư vấn về về học lái xe hoặc năng hạn cứ việc comment phía bên dưới anh em. Còn anh em nào mới vào xem ủng hộ kênh, đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ kênh mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đến đây mình xin kết thúc video. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.